Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game xếp hình trên hệ điều hành iOS. Game này xếp hình khá thú vị, chúng ta tham gia vào thế giới của Joy. Khi tham gia vào thế giới của Joy thì các bạn sẽ đến với một cái sự đồ họa cực kỳ là hay ho luôn. Mình sẽ giới thiệu luôn. Đây, các bạn có thể thấy đồ họa nó khá đơn giản, các mảng màu và màu tông màu đen chủ đạo. Ngoài ra thì có cái phần tùy chỉnh dưới này. Đấy, có phần kết nối Facebook, bạn bè, hay là ngoài ra còn bật tắt âm thanh ngay ở đây thôi. Có hai cái chế độ bật tắt âm thanh. Ngoài ra thì ở đây thì nó sẽ, cái vòng tròn này khá thú vị. Chúng ta sẽ hiển thị được cái tổng số lần chơi, hay là số lần nhân 2, max nhân 2, hay là số điểm. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy hết. Và luật chơi là các bạn sẽ xếp các khối hình vuông này để thành các hình mẫu ở trên này. Đây, mình sẽ xếp thử cho các bạn xem. Ví dụ một cái đường thẳng này thì mình sẽ đặt sang và đặt xuống. Đấy, như các bạn thấy thì mình đã hoàn thành xong được một cái hình thì nó sẽ gạt tiếp như thế. Nhưng mà game các bạn muốn được điểm cao thì cần thiết phải xếp các mảnh hình đấy thành một khối, thành combo, ví dụ xếp khối liên tục. Đây, thành khối. Khi mà các bạn hoàn thành xong các mức điểm thì nó sẽ có các mức quà tặng đây. Và ở mỗi mức quà tặng thì các bạn sẽ được kiểu là được mở thêm, ví dụ bom đấy, lướt xuống thì nó sẽ nổ. Đấy, game với đồ họa khá đơn giản nhưng cách chơi của mình thấy khá là thú vị. Đây, mình chơi trò này chơi với thời gian lâu nên nó rất là nghiền, nên phù hợp cho các bạn mà ưa thích các tựa game giải đố. Game này thì giải đố xếp các hình nó khá là khó. Khi mà đến một cái điểm nào đó thì các bạn không thể xếp được cái kiểu hình này, là phải tính toán cách kỹ lưỡng mới có thể xây được. Khó nhá, xếp nhào được. Rồi, xây cái hình dễ trước. Thì mình khuyên các bạn là nên xếp các hình dễ trước để đề phòng điểm số và được tặng càng nhiều quà càng tốt. Đây. Đấy. Thì cái để tạo ra khó khăn cho các game thủ thì game nó sẽ thêm theo thời gian, sẽ thêm các mảng màu khác và cứ hoàn thành xong các hình bên trên là tốt thôi. Ví dụ như ở đây mình đang có thêm một cái màu khác đây. Khó vậy. Em sao lên được nhỉ? Điều đặc biệt là hai màu này nó không dính vào nhau. Đấy, để các bạn có thể sử dụng các màu đấy kiểu một cái tường cản để có thể xây lên được. Hoa mắt rồi. Giờ sao? Cho này đây. Đấy. Xong nữa. Thì game nó chỉ gói gọn trong cái khu vực này thôi. Nên nếu mà các bạn chơi mà hết đất thì coi như các bạn thua. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi. Thì các cái đồ vật thì các bạn cần thiết phải tùy chọn kỹ lưỡng, không nên lại chọn lung tung. Chọn lung tung là sau các bạn sẽ bị thua ngay lập tức. Vãi. Đây. Rồi. Đấy, càng ngày nó càng khó. Vuốt sang xem có khối nào không. Như nào. Đây. Rồi. Bả đạo. Ôi. Sao rồi. Rồi. Đấy, như các bạn được thấy thì mình đang trải nghiệm cái game này khá đơn giản. Và đánh giá qua về cái âm thanh của game thì âm thanh của game nghe nó kiểu giúp người chơi để thư giãn, chứ không phải đập thình thịch như một số game khác. Thì game này thì sẽ thích hợp cho các bạn ở văn phòng và có thể ngồi chơi khoảng 10 phút hay 20 phút để giải trí thôi. Game đơn giản vậy thôi. Bài trải nghiệm game của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào các bạn. Phải là mở khóa hay vượt qua thì chúng ta mới bắt đầu đi.